Kính thưa cộng đoàn, hôm nay giáo hội mừng lễ Chúa biến hình trên núi Tabor. Phụng vụ hôm nay mời gọi chúng ta hãy chăm chú nhìn về mầu nhiệm sự sáng. Ánh sáng thần linh chiếu tỏa trên khuôn mặt Chúa Kitô khi người hiện dung, tỏ vinh quang cho các tông đồ thân tín Phêrô, Giacôbê và Gioan trên núi Tabor. Có ông Môi-se và Elia hiện diện là để mặc khải cho các ông biết rằng Đức Giê-xu là đấng thiên sai mà Kinh Thánh đã loan báo sẽ thực hiện kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa qua cuộc tử nạn và phục sinh của Người, hầu củng cố niềm tin cho các tông đồ. Sự hiện dung của Chúa Giê-xu đem lại cho chúng ta lòng ước muốn được cùng vinh quang với Chúa. Và hạnh phúc mà Thánh Phê-rô cảm nghiệm được trên núi xưa kia, giờ đây Chúa lại tiếp tục tỏ hiện qua thánh lễ. Đặc biệt trong thánh lễ hôm nay, chúng ta hân hoan cùng tạ ơn Chúa mừng kỷ niệm 10 năm thụ phong linh mục của cha Phêrô Nguyễn Văn Giáo, là phó sứ Nam Hòa, là bề trên dòng Đức Bà Chúa Ba Ngôi tại Việt Nam, đồng thời là linh hướng của phong trào của Cusinho Sài Gòn. 10 năm không phải là dài với một đời người, nhưng 10 năm linh mục là một trời hồng ân Thiên Chúa ban xuống trên cha linh hướng Phêrô để biến đổi ngài từ một con người mỏng giòn, từng bước theo gương thầy Chí Thánh Giê-xu, trở nên một mục tử tốt lành, chăn dắt đoàn chiên Chúa trao. Niềm vui cảm tạ trong thánh lễ hôm nay còn sâu đậm hơn khi bà cố cha Phêrô cùng chung lời tạ ơn Chúa mừng thượng thọ tuổi 80. Bậc cao niên là bậc đáng kính, tuổi cao niên là tuổi được Thiên Chúa chúc phúc. Giờ đây kính mời cộng đoàn cùng hiệp ý với Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc, chủ tế thánh lễ hôm nay, cùng với quý cha đồng tế chung lời tạ ơn Chúa trong thánh lễ này. Xin kính mời cộng đoàn cùng đứng. Con lên hàng khánh tướng và chọn con là bạn nghĩa thân tình, ban muôn ơn thiêng dẫn đưa con trên dương gian vương đầy nguy khó. Này hồn con nào biết lấy chi bao đề, nhất tâm luôn trung thành yêu Chúa. Một mình Chúa là vĩnh phúc trên đời, cho bao nhiêu năm tháng phôi pha, cho bao nhiêu u sầu vương lối, nguyện đời con hằng vui sống bên Chúa trời. Từ ngàn xưa cha đã yêu con,
Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Bình an của Chúa ở cùng anh chị em. Anh chị em rất thân mến, chiều nay chúng ta vui mừng tụ họp nhau lại đây để cử hành thánh lễ mừng kỷ niệm 10 năm linh mục của cha Phêrô giáo, phó sứ của giáo sư Nam Hòa. Chúng ta hãy cử hành thánh lễ này với tất cả niềm vui và sự sốt sắng của chúng ta, để chúng ta bớt phần bất xứng. Trước hết chúng ta hãy dục lòng thống hối. Tôi thu nhận xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, khi con một Chúa biểu lộ dung nhan vinh hiển người, Chúa đã dùng hai chứng nhân cựu ước là ông Mô-xê và ông Ê-li-a để củng cố niềm tin của các tông đồ vào mầu nhiệm cứu độ và báo trước hồng ân la lùng Chúa sẽ ban là nhận chúng con làm nghĩa tử. Xin cho chúng con nghe lời con một Chúa để mai sau được chung hưởng gia nghiệp với người. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiến tri cùng Chúa, hợp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Áo người trắng như tuyết, tóc trên đầu người tựa lông chiên tinh tuyền, ngai của người toàn là ngọn lửa, bánh xe của ngai cũng rừng rực lửa hồng. Mời cộc đoàn lắng nghe lời Chúa. Bài trích sách Tiên tri Daniel. Tôi ngắm nhìn cho đến khi đặt ngai tòa xong, và một vị bô lão ngự trên ngai, áo người trắng như tuyết, tóc trên đầu người như những ngọn lửa, các bánh xe như lửa cháy, một con sông lửa cháy lan tràn trước mặt người. Hàng ngàn kẻ phụng sự người và muôn vàn kẻ chầu trực người. Người ngự tòa xét xử và các quyển sách đều mở ra. Trong một thị kiến ban đêm, tôi đã ngắm nhìn, và đây tôi thấy như con người đến trong đám mây trên trời. Ngài tiến đến vị bô lão, và người ta dẫn Ngài đến trước mặt vị bô lão. Vị này ban cho Ngài quyền năng, vinh dự và vương quốc. Tất cả các dân tộc, chi họ và tiếng nói đều phụng sự Ngài. Quyền năng của Ngài là quyền năng vĩnh cửu, không khi nào bị cất mất. Vương quốc của Ngài không khi nào bị phá hủy.
Đó là lời Chúa. Con sẽ ca ngợi tình thương của Ngài đến muôn đời. Qua bao nhiêu thời, miệng con loan truyền tình cha chẳng ngơi. Vì Người đã phán, tình ta đã ban, đứng vững ngàn năm. Trên cõi mây trời, Người đã thiết lập lòng trung thành. Ta ước sao cùng Người ta đã chọn giữa muôn người. Ta đã đoan thề cục nghĩa bốc là nhà David. Vì Người đã phán rằng biêu duệ Người đứng vững ngàn năm. Ngài báu của Người ta đã thiết lập từ muôn đời. Chúng tôi đã nghe thấy từ trời phán ra khi chúng tôi ở trên núi thánh với Người. Mời cộng đoàn lắng nghe lời Chúa. Bài trích thư thứ hai của Thánh Phêrô tông đồ. Anh em thân mến, chúng tôi không theo những chuyện bày đặt khôn khéo để tỏ ra cho anh em biết quyền năng và sự hiện diện của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Nhưng chúng tôi đã được chứng kiến nhãn tiền sự uy nghi của Người. Người đã được Chúa Cha ban cho vinh dự và vinh quang. Khi có lời từ sự vinh quang cao cả xuống phán về Người rằng: Này là Con ta yêu dấu, Người đẹp lòng ta, các ngươi hãy nghe lời Người. Chúng tôi đã nghe tiếng ấy từ trời phán xuống lúc chúng tôi ở với Người trên núi thánh, và chúng tôi có lời nói chắc chắn hơn nữa là lời nói tiên tri. Anh em nên nghe theo lời đó, nó như ngọn đèn sáng soi trong nơi u tối cho đến khi rạng đông và sao mai mọc lên trong lòng anh em. Đó là lời Chúa. Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Ma-thê-ô. Khi ấy, Chúa Giêsu gọi Phêrô
Giacôbê và Gioan là em ông này, và người đưa các ông tới chỗ riêng biệt trên núi cao. Người biến hình trước mặt các ông, mặt người chiếu sáng như mặt trời, áo người trở nên trắng như tuyết. Và đây ông Môi-se và Elia hiện ra và đàm đạo với người. Bấy giờ ông Phê-rô lên tiếng thưa Chúa Giê-su rằng: Lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm. Nếu Thầy ưng, chúng con xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Môi-se và một cho Elia. Lúc ông còn đang nói thì có một đám mây sáng bao phủ các ngài, và có tiếng từ trong đám mây phán rằng: Đây là con ta yêu dấu rất đẹp lòng ta, các ngươi hãy nghe lời người. Nghe thấy vậy, các môn đệ ngã sấp xuống và hết sức sợ hãi. Bấy giờ Chúa Giê-xu đến gần, động đến các ông và bảo: Các con hãy đứng dậy, đừng sợ. Ngước mắt lên, các ông thấy chẳng còn ai trừ ra một mình Chúa Giê-xu. Và trong lúc từ trên núi đi xuống, Chúa Giê-xu đã ra lệnh cho các ông rằng: Các con không được nói với ai về việc đã thấy, cho tới khi con người từ cõi chết sống lại. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời Thiên Chúa. Trọng kính Đức Tổng, trước hết con xin cảm ơn Đức Tổng đã cho phép con được chia sẻ lời Chúa trong thánh lễ hôm nay. Đức Tổng chính là giáo sư thần học tín lý của con trong những năm con học tại Đại chúng viện Sài Gòn năm 91-97. Lâu lâu con có dịp được về gặp thấy Đức Tổng còn khỏe mạnh, con rất là vui mừng. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, Chủ nhật hôm nay toàn thể giáo hội tưởng niệm một cách đặc biệt biến cố Chúa Hiển Dung, hay nói theo cái từ bình dân, đó là Chúa biến hình trên núi Ta-bo. Thế trong công trình cứu độ loài người, ba cái biến cố: Chúa biến hình, tử nạn và phục sinh, tạo thành một bức tranh, phải nói được rằng là một bức tranh bộ ba mà không thể tách rời nhau. Đấng đã cho các môn đệ hôm nay chiêm ngưỡng vinh quang thần linh của Ngài trong biến cố biến hình, cũng là Đấng cho các môn đệ hiểu thấu nỗi xao xuyến tận mức của một phàm nhân trước viễn cảnh khổ nạn của Ngài trong vườn ô liu. Và đó cũng là Đấng đã chết như một phàm nhân và sống lại như một Thiên Chúa trong biến cố tử nạn và phục sinh của Ngài. Và vì thế, Chúa Giê-xu thực sự là một con người và thực sự là một Thiên Chúa mới là Đấng cứu độ duy nhất của chúng ta. Thế thì trong thánh lễ hôm nay, chúng ta trong biến cố biến hình của Chúa Giê-xu, chúng ta tìm thấy một số ý nghĩa. Trong thị kiến của sách Daniel, trong bài đọc 1, chúng ta nghe nói đến nhân vật bắt nguồn từ Thiên Chúa, có nguồn gốc từ Thiên Chúa, vì ngự giá mây trời mà đến. Mây trời theo biểu tượng của Kinh Thánh luôn luôn là dấu chỉ về sự hiện diện của Thiên Chúa, chính Đấng Lão Thành trao cho Ngài mọi quyền năng. Đấng Lão Thành trao cho người quyền thống trị, vinh quang và vương vị. Muôn người thuộc mọi dân tộc, quốc gia và ngôn ngữ đều phải phụng sự người. Chúng ta thấy sách Daniel đã nhắm đến Đức Kitô. Trong đoạn thư Thánh Phêrô hôm nay, Thánh Phêrô chính là chứng nhân cho biến cố biến hình
của Đức Giêsu. Cuộc biến hình không phải là một câu chuyện thần thoại hoang đường, nhưng là một biến cố thực mà chính thánh tông đồ Phêrô đã là một chứng nhân, đã thốt lên: "Chúng tôi đã được thấy tận mắt vẻ uy phong lẫm liệt của Người. Tiếng đó chính chúng tôi đã nghe thấy từ trời phán ra khi chúng tôi ở trên núi thánh với Người." Và như vậy, đức tin của người Kitô hữu của chúng ta có nền tảng vững chắc, đó là dựa vào lời chứng của các tông đồ một cách bảo đảm, một cách chắc chắn. Nếu trong cuộc biến hình này ba môn đệ là Phêrô, Giacôbê và Gioan được diễm phúc chứng kiến giờ phút vinh quang của thầy mình với tư cách là con Thiên Chúa, thì trong vườn ô liu chính cũng ba môn đệ này đã chứng kiến cái giờ phút bi thương nhất của thầy mình với tư cách là đấng Mêsia mang thân phận của người tôi tớ chịu đau khổ, cảm thấy kinh hoàng khiếp đảm trước cuộc thương khó và tử nạn, mà chính Ngài đã đau đớn thốt lên rằng: "Lạy Cha, nếu được xin cất chén đắng này khỏi con, nhưng không theo ý con, một vâng theo ý Cha." Thế thì cái ý nghĩa của lễ hiển dung là Chúa Giêsu muốn cho các môn đệ nhận ra cái thiên tính của một con người đã đang cùng đồng hành với các ông, đang ở với các ông, đang nói chuyện với các ông. Con người đó không phải chỉ là một con người mà còn là con Thiên Chúa. Chúng ta thấy cái lời xác nhận của Thiên Chúa Cha, đây là lần thứ hai. Lần thứ nhất tại sông Giô-đan, khi mở đầu sứ vụ rao giảng tin mừng cứu độ, thì Chúa Giêsu xuống chịu phép rửa với Gioan Tẩy Giả, và khi bước lên bờ thì có Chúa Thánh Thần như hình chim câu đậu trên đầu, và có tiếng Chúa Cha phán: "Đây là con yêu dấu của Ta." Và hôm nay chúng ta nghe một lần nữa trên núi cao, Chúa Cha đã xác nhận: "Đây là con yêu dấu của Ta, rất đẹp lòng Ta, các ngươi hãy nghe lời Người." Và như vậy Chúa Giêsu chính là con Thiên Chúa và cũng là Thiên Chúa thật, một mặc khải bí nhiệm cho chúng ta, cho nhân loại. Và Ngài là con Thiên Chúa, nhưng đồng thời Ngài cũng là người tôi tớ chịu đau khổ bởi vâng lời thánh ý của Chúa Cha, cho đến nỗi bằng lòng chịu chết trên thập giá. Và núi Ta-bo với cuộc biến hình hôm nay tỏ cái vinh quang của Chúa Giêsu Kitô là dấu báo trước, chuẩn bị cho cái cuộc hy sinh trên núi Sọ. Thế thì Chúa Giêsu đã được Chúa Cha biến hình khi Ngài cầu nguyện với Chúa Cha, và sự biến hình làm thay đổi cả thân xác, khuôn mặt, cả thể lý của Chúa Giêsu nên sáng láng tốt lành. Và chúng ta thấy cái biến hình đó còn ảnh hưởng đến cả y phục của Chúa nữa. Vinh quang của Chúa Giêsu chói ngời mà các tông đồ thích chiêm ngắm và không muốn rời đi. Và cái vinh quang đó hôm nay mới được Chúa Cha vén mở cho các môn đệ để các ông tin vào Chúa Giêsu. Chúng ta thấy 6 ngày trước đây Chúa Giêsu hỏi các môn đệ đó, người ta bảo con người là ai đó, và thánh Phêrô đó mạnh dạn tuyên xưng: "Thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống." Nhưng sau đó thì Chúa Giêsu lại tuyên báo về cái chết của Người: "Con Người sẽ phải chịu nhiều đau khổ, chịu các thượng tế luật sĩ lên án, giết chết, và ngày thứ ba Người sẽ sống lại." Lúc đó Phêrô không hiểu gì hết. Và có lẽ hôm nay trong cuộc biến hình cũng là cái lời trả lời cho Phêrô,
để cho Ngài hiểu được con đường của Đấng Cứu Độ, con đường của Đấng Mêsia, không như những người đương thời lầm tưởng. Và như vậy, khi mà gặp được Chúa đó, thì sẽ được biến đổi. Chúng ta nhớ lại Mô-xê khi xưa trên núi Sinai đã phải che mặt khi đối diện với Thiên Chúa. Và khi ông xuống núi đến với con cái của Israel, thì khuôn mặt của Mô-xê sáng ngời, đến nỗi con cái Israel phải che mặt lại, không dám nhìn ông. Như vậy thì ai gặp gỡ Chúa cũng được biến đổi, biến hình. Đời sống của người Kitô hữu khi kết hợp mật thiết với Chúa luôn được thay hình, đổi dạng. Và như vậy đó, trách nhiệm của người Kitô hữu của chúng ta là mở tay ra, mở lòng ra, mở trí ra để đón nhận lời của Chúa Giêsu Kitô, đón nhận lời của Chúa và ghi khắc vào trong tâm rồi đem ra thực hành. Và nghe lời của Chúa, chúng ta không phải ngồi đó rồi làm thinh rồi bỏ cuộc, nhưng mà phải quyết tâm dấn bước sống theo gương của Chúa, sống theo lời của Chúa, và để lời của Chúa trở thành hiện thực trong cuộc đời Kitô hữu của chúng ta, để lời của Chúa biến đổi đời sống của chúng ta nên mới. Như vậy đó, cái hành trình của Đức Kitô đã thay đổi lịch sử của nhân loại, đã biến hình cho nhân loại. Một nhân loại đang dậy chết thì có được cái đường sống vinh quang. Một nhân loại đang ngập tràn trong tội lỗi thì có được ơn tha thứ để trở nên trong sạch, nên xứng đáng là con Thiên Chúa. Cái hành trình của Đức Kitô mang lại ơn cứu độ cho loài người. Và cái hành trình của Đức Kitô, cái hành trình đó đẹp lòng Thiên Chúa Cha. Và chính đó cũng là cái hành trình mà Chúa hôm nay mời gọi chúng ta bước theo Ngài. Và chắc chắn khi chúng ta bước theo Đức Kitô thì chắc chắn Chúa Kitô sẽ làm cho chúng ta được biến đổi, được thay hình đổi dạng. Và thay hình đổi dạng như thế nào? Thánh Phaolô nói với chúng ta đó là trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô. Trong thánh lễ hôm nay, đặc biệt cộng đoàn chúng ta hiệp ý cầu nguyện cho cha Phêrô giáo nhân kỷ niệm 10 năm ngày thụ phong linh mục của Ngài. Thì con cũng xin được chia sẻ một chút về cái người anh em mà chúng con cũng được quen biết nhau sau năm 1975. Lúc đó thì các chủng viện đều bị đóng cửa hết, cho nên chúng con mỗi người một nơi lao động và tìm cách học tập tùy hoàn cảnh của mỗi người. Năm 1978 thì cha giáo là đệ tử viện của tu hội nhà Chúa. Rồi khoảng thập niên 1980, từ năm 1982 đến 1990 thì Ngài học trường sư phạm và làm thầy giáo những năm sau đó. Và chúng con nhớ lại cái ngày đó chúng con gặp nhau hàng tuần, mỗi một tuần một lần để đọc và chia sẻ lời Chúa. Mục đích đơn sơ là giúp nhau sống và cách nào đó để nuôi dưỡng cái ơn gọi trong bối cảnh khó khăn của đất nước. Trong những bữa cơm thanh đạm chỉ có nồi canh toàn quốc, tức là nồi canh chỉ có vài cọng rau muống và vài tốp mỡ trang điểm thôi, còn lại là chỉ toàn là nước, nên gọi là canh toàn quốc. Cơm thì lẫn với trấu, mỗi bữa lọc ra hàng chén trấu, mà chúng con vẫn sống vui vẻ. Và mỗi bữa chúng con đọc một câu trong cuốn Đường Hy Vọng nhỏ của Đức Cố Hồng Y Francisco Nguyễn Văn Thuận, và giờ đây Ngài đã là tôi tớ Thiên Chúa. Thế rồi ra trường, mỗi người một ngã, cha giáo từ năm 1990 đến năm 2000, Ngài học triết học và thần học lớp Du Xe tại Chủng viện Xuân Lộc. Và số phận đưa đẩy Ngài sang Philippines và gia nhập dòng Đức Bà Chúa Ba Ngôi Chí Thánh từ năm 2000 cho đến 2007. Và ngày 6 tháng 8 năm 2007,
cha Phêrô được thụ phong linh mục. Đến năm 2010, ngài về Việt Nam và hiện tại là cha bề trên của hội dòng tại Việt Nam và cũng là cha phó của anh chị em trong giáo xứ Nam Hòa này. Thế thì có thể nói được rằng ngày thụ phong linh mục là ngày mà Chúa đưa cha Phêrô lên núi cao để được chiêm ngắm cái vinh quang của Chúa. Nhưng rồi không phải để dừng lại trên núi cao mãi, mà phải xuống núi. Cuộc đời linh mục phải bước đi theo chân Thầy Chí Thánh, phải đồng hình đồng dạng với Đức Kitô. Và con muốn chia sẻ trước hết, người linh mục phải giống Chúa Giêsu là đẹp lòng Chúa Cha. Linh mục phải bước theo Chúa Giêsu trên con đường thánh thiện. Và như vậy, ơn gọi linh mục trước hết đó là lời mời gọi nên thánh theo Thầy Chí Thánh của mình. Trong dịp mừng 50 năm linh mục tại Roma, người ta hỏi Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị về lý do nguồn gốc phát xuất ơn gọi linh mục, thì ngài trả lời: chỉ có Chúa biết. Ở mức độ thâm sâu nhất, tất cả mọi ơn gọi linh mục là huyền nhiệm cao cả. Đó là một ân huệ vượt quá sự hiểu biết của con người. Tất cả mọi linh mục đều ý thức rõ ràng về điều đó trong suốt cuộc đời mình. Trước sự cao cả của ân huệ này, chúng tôi cảm thấy mình bất xứng. Chính Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô hôm nay ở trên trời hiện thánh, mà ngài cũng nhận chúng tôi cảm thấy mình bất xứng. Thế thì bí tích mà linh mục lãnh nhận gọi là bí tích truyền chức thánh, một bí tích xây dựng cộng đoàn giáo hội trên sự thánh thiện của ân sủng và các bí tích. Vì vậy, linh đạo căn bản của các linh mục là sự thánh thiện, và ơn gọi của các linh mục trước hết là ơn gọi nền thánh. Linh mục hành động nhân danh Đức Kitô. Theo kiểu nói của Thánh Phaolô, các linh mục thi hành sứ mệnh thay thế Chúa Kitô. Trong khi cử hành mầu nhiệm thánh thể, khi ban bí tích giải tội, linh mục đồng hóa một cách huyền nhiệm với Đức Kitô, mà thần học gọi là in persona Christi, trong ngôi vị Chúa Kitô. Vậy nếu Đức Kitô là con Thiên Chúa, là Đấng Thánh, là con chiên vô tỳ tích, thì linh mục được mời gọi hiệp thông với Chúa Giêsu cách mật thiết, đặc biệt là trong sự thánh thiện. Anh em hãy nên hoàn thiện như Cha trên trời là Đấng hoàn thiện. Và theo kiểu nói của Công đồng Vaticano II, Chúa hành động qua bàn tay con người, Chúa suy nghĩ qua trí óc con người, Chúa yêu thương qua trái tim con người, và công cuộc cứu chuộc ngày hôm nay được trao phó cho ngược con người linh mục. Như vậy, linh mục là người trong thành phần của dân Chúa, được Chúa tuyển chọn thánh hiến bằng một bí tích đặc biệt và được sai đi để nhằm phục vụ dân Thiên Chúa và toàn thể nhân loại. Nếu như mọi Kitô hữu qua bí tích rửa tội được hiệp thông với sự thánh thiện của ba ngôi và được mời gọi sống thánh thiện, thì ơn gọi linh mục lại phục vụ sự thánh thiện một cách hoàn toàn đặc biệt. Chúng ta nhớ lại cái bí tích rửa tội mà chúng ta lãnh nhận. Thì chính trong bí tích rửa tội đó, Chúa Giêsu Kitô ban ơn cứu độ cho chúng ta, tẩy sạch tội lỗi là làm chúng ta nên thánh, mà làm cho chúng ta nên thánh là cứu độ chúng ta. Thế thì trong cái nghi thức rửa tội của người lớn đó, khi linh mục hỏi người tân tòng: con có muốn lãnh nhận bí tích rửa tội không? Cũng có nghĩa là con có muốn nên thánh không? Cũng vậy, trong bí tích truyền chức, khi Đức Giám Mục hỏi các tân chức: các con có muốn cử hành một cách đạo đức và trung tín các mầu nhiệm của Đức Kitô để ngợi khen Thiên Chúa và thánh hóa dân Kitô hữu theo truyền thống của Hội Thánh, nhất là trong hy lễ tạ ơn và bí tích hòa giải không? Cũng có nghĩa là con có muốn dâng hy lễ lên Chúa Cha và cử hành các mầu nhiệm thánh với đôi tay thánh thiện không? Với cả tấm lòng và với con người thánh thiện của con không? Chúng ta nhớ lại kinh nguyện thánh thể một. Hôm trước, ngày chịu khổ hình,
người cầm bánh trong tay thánh thiện khả kính. Chúa Giêsu dâng hy lễ lên Chúa Cha với đôi tay thánh thiện của Ngài, với cả xác hồn trung tín, vâng phục và thánh khiết của Ngài. Bởi vì thế, ơn gọi thừa tác vụ chức thánh là ơn gọi nên thánh. Như trong tông huấn Pastores Dabovobis khẳng định, ơn gọi linh mục cốt yếu là một lời mời gọi nên thánh theo mô hình bắt nguồn từ bí tích truyền chức thánh. Sự thánh thiện chính là nỗ lực gắn bó mật thiết với Thiên Chúa, là nỗ lực noi gương Đức Kitô nghèo khó, khiết tịnh và vâng phục, là tình yêu không tính toán đối với các linh hồn và là sự trao hiến chính mình vì lợi ích đích thực của các linh hồn, là tình yêu đối với giáo hội, một giáo hội thánh thiện, một giáo hội muốn chúng ta nên thánh, bởi vì đó là sứ vụ mà Chúa Giêsu trao phó cho giáo hội. Mỗi người trong anh em cũng phải nên thánh để có thể giúp các anh em khác thực hiện ơn gọi nên thánh. Trong buổi tiếp kiến chung với các chủng sinh ba chủng viện ở Roma ngày 27 tháng 1 năm 2012, Đức Thánh Cha Benedicto đã lặp lại lời khuyên của Đức Giáo Hoàng Gioan 23, Đức Thánh Giáo Hoàng: trước khi là những linh mục có học thức, hùng biện, thông thạo thời sự thì cần phải là những linh mục thánh thiện và thánh hóa. Vì giáo hội hơn bao giờ hết cần những chứng nhân khả tín chuyển tải sự thánh thiện bằng chính cuộc sống của mình. Và mẹ Teresa Canquita không có làm linh mục nhưng diễn tả rất hay ơn gọi nên thánh của linh mục. Không có hình ảnh nào có thể diễn tả đầy đủ ơn gọi linh mục. Linh mục phải nên một với Chúa Giêsu để thay thế Ngài, đọc lại những lời của Ngài, làm lại những hành động của Ngài, khi thay thế Ngài để tha tội, thay thế Ngài để biến bánh và rượu trở nên chính thịt máu Ngài. Chỉ trong thinh lặng của con tim, linh mục mới có thể lắng nghe lời Chúa, và từ một trái tim sung mãn, linh mục mới có thể đọc những lời này: ta tha tội cho con, và này là mình ta. Một tội nhân đến bên tòa giải tội là một con người bị đè bẹp dưới ách tội lỗi, nhưng khi rời khỏi tòa giải tội cảm thấy nhẹ nhàng. Để có thể tha tội và đọc những lời tha tội, linh mục phải trong sạch và thánh thiện dường nào. Và mẹ Teresa kết thúc: đối với tôi, chức linh mục là sự nên thánh, là sự thánh thiện. Nhờ đó Đức Kitô đến trong trần gian và làm người để sống tình yêu vào lòng thương xót của Thiên Chúa và để tha tội. Thế thưa quý ông bà anh chị em, đứng trước cái hồng ân của thánh chức lao cao cả thánh thiện như vậy, thì chúng tôi cũng xin lặp lại lời của Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị: anh em linh mục chúng tôi đều bất xứng và cảm nhận một tâm trạng đầy lo sợ, vì biết rằng mình bất xứng khi tiếp xúc với một thực tại linh thánh. Thiên Chúa đã kêu gọi chúng tôi vào dân thánh của Người, không phải vì công kia việc nọ chúng tôi làm, vì chúng tôi tài giỏi hơn ai, nhưng hoàn toàn là do tình thương và ân sủng của Người. Linh mục là người được Thiên Chúa tuyển chọn giữa muôn người để nhân danh Đức Kitô thực hiện ơn cứu độ. Vì vậy, xin cộng đoàn cầu nguyện cho anh em linh mục chúng tôi, đặc biệt là cha Phêrô, trong dịp mừng kỷ niệm 10 năm linh mục hôm nay, để mỗi ngày chúng tôi trở nên giống Chúa Giêsu hơn. Con cầu chúc cho cha Phêrô trong 10 năm bước theo Chúa thì hôm nay dừng lại một chút nhìn lại, để rồi tiếp tục bước theo Chúa một cách hăng say hơn, càng ngày càng trở nên khuôn mặt thánh thiện của Chúa Kitô, để có thể đem Chúa Kitô đến với nhiều người. Để kết thúc bài chia sẻ hôm nay, con mượn lời nguyện cầu của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị cầu cho các linh mục: lạy Chúa Cha thánh thiện, xin hãy nhìn đến nhân loại chúng con đang bước đi những bước đầu tiên trên con đường của thiên niên kỷ thứ ba. Cuộc sống chúng con vẫn mang những dấu ấn sâu đậm của hận thù, bạo lực và áp bức, nhưng lòng khao khát công lý, sự thật và ân sủng
vẫn còn tìm thấy một chỗ ở trong tâm hồn của nhiều người. Họ đang mong chờ một ai đó đem lại ơn cứu độ, ơn mà Ngài thông ban qua con của Ngài là Đức Giê-xu. Thế giới cần đến nhiều sứ giả dũng cảm của phúc âm, nhiều người phục vụ quảng đại cho nhân loại đau khổ. Chúng con nguyện xin Chúa sai đến cho giáo hội nhiều linh mục thánh thiện, những người có thể thánh hóa dân Ngài bằng những khí cụ của ân sủng Ngài. Xin sai nhiều người nam nữ thánh hiến để họ có thể tỏ lộ sự thánh thiện của Ngài giữa trần gian. Xin sai đến vườn nho của Ngài nhiều người thợ thánh thiện để họ có thể làm việc với lòng nhiệt tâm của đức ái, và một khi được thần khí Ngài thúc đẩy, có thể mang ơn cứu độ của Đức Kitô đến tận cùng cõi đất. Amen. Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu đã biến hình để củng cố niềm tin cho các tông đồ và để các ông xác tín rằng phải qua đau khổ mới tới vinh quang. Trong tâm tình đó, chúng ta dâng lời cầu xin. Tất cả các dân tộc, chi họ và tiếng nói đều phụng sự Ngài. Xin cho cả thế giới nhận biết và tung hô Chúa là đấng cứu độ duy nhất của nhân loại. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Chúa là đấng tối cao trên toàn cõi đất. Xin cho mọi Kitô hữu trên thế giới biết quy hướng hết mọi vinh quang về cho Chúa, vì người sẽ ban trả lại theo mức độ lòng quảng đại của họ. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Đây là con ta yêu dấu. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những bậc cao niên luôn được Chúa chúc lành, cách riêng cho bà cố cha Phêrô trong ngày mừng thượng thọ hôm nay. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Các con không được nói với ai về việc đã thấy cho tới khi con người từ cõi chết sống lại. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho cha linh hướng Phêrô trên bước đường phục vụ dân thánh Chúa luôn sẵn sàng đón nhận và tín thác vào cha trên mọi bước đường phục vụ, để hướng đến vinh quang nước trời như thầy chí thánh Giêsu xưa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Lạy Chúa Giêsu Kitô, các tông đồ đã gặp Chúa lúc vinh quang ở Tabor cũng như lúc đau khổ ở núi cây dầu. Xin cho mỗi người chúng con biết tìm gặp Chúa trong mọi biến cố vui buồn của cuộc sống để được Chúa uy an giúp đỡ. Chúa hằng sống và hiến trì muôn đời. Thank you.
Kính nhớ Đức Kitô hiển dung, xin Chúa thương thánh hóa của lễ chúng con dâng tiếng Chúa đây và chiếu giải hào quang của Người để thanh tẩy chúng con sạch vết nhơ tội lỗi. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Cha Chi Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng phải đau, và xin ơn cứu độ cho chúng con nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, Người đã tỏ bày vinh quang cho các chứng nhân được tuyển chọn khi làm cho thân thể Người vốn giống như xác phàm chúng con được tràn ngập ánh sáng huy hoàng. Như vậy Người chuẩn bị tâm hồn các môn đệ khỏi vấp phạm vì khổ hình thấp giá, và làm cho ánh sáng diệu kỳ chiếu tỏa nơi Người là đầu của hội thánh cũng sẽ rạng ngời trên toàn thân thể nhiệm màu. Vì thế cùng với triệu thần thiên quốc, chúng con ở dưới trần gian luôn ca tụng Cha uy linh cao cả và không ngừng tung hô rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một tề thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầu lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này
bà nhớ đến thầy. Đây là màu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con ban nguyện Chúa chính trên và Thiên Chúa, Chúa sống lại cho đời nghỉ Chúa nên. Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết mà xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo hoàng Phanxicô, Đức Tổng giám mục Phaolô giáo phận chúng con, Đức cha Giuse phụ tá và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa thương, chúc lành, thánh hóa và thánh hiến con trong ngày kỷ niệm 10 năm trong sứ vụ linh mục. Xin cũng nhớ đến các linh hồn Geronimo, Maria, ông bà tổ tiên, các linh hồn mồ côi, các linh hồn mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái tương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiến tri muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây chiên Thiên Chúa, đây đừng xóa tội trần gian, phúc trai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa được làm mẹ con, nhưng xin Chúa ban một lần để Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con những linh mục có trái tim thuộc chọn về Chúa, nên cũng thuộc chọn về con người. Xin cho chúng con những linh mục có trái tim biết yêu bằng tình yêu hiến dâng, một trái tim đủ lớn để chứa được mọi người và từng người, nhất là những ai nghèo khổ hoặc bị bỏ rơi. Xin cho chúng con những linh mục biết cầu nguyện, có tình bạn thân thiết với Chúa, để các ngài giới thiệu Chúa cho chúng con.
xin cho chúng con những linh mục thánh thiện, có thể nuôi chúng con bằng tấm bánh hôm ho, tấm bánh lời Chúa và mình Chúa. Cuối cùng, xin cho chúng con những linh mục có trái tim của Chúa, say mê Thiên Chúa và say mê con người, hy sinh đời mình để bảo vệ đoàn chiên và dẫn đưa chúng con đến với Chúa là nguồn sống thật. Amen. Dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, trong mầu nhiệm hiển dung, Chúa đã tỏ cho các tông đồ thấy vẻ huy hoàng của Đức Kitô. Chính Người cũng là của ăn chúng con vừa lãnh nhân. Xin cho chúng con nhờ của ăn này được nên giống Người hơn nữa, Người hằng sống và hiến tri muôn đời. Xin kính mời Đức Tổng, quý cha, quý sơ và toàn thể cộng đoàn an tọa. Trọng kính Đức Tổng Phaolô, quý cha, quý sơ, quý cộng đoàn quý mến. Trước hết con xin hết lòng cảm ơn Đức Tổng đã thương con và mẹ con cách đặc biệt trong dịp kỷ niệm 10 năm con lãnh nhận Hồng Ân Linh Mục và mẹ con tròn 80 tuổi. Đức Tổng đã ưu ái và thương đến dâng lễ cầu nguyện cho con và mẹ con. Con cảm ơn quý cha đã thương mến con đặc biệt, trong đó con không thể quên công ơn thương mến một cách hết sức đặc biệt của cha xứ giáo xứ Nam Hòa đây, đã thương con, dẫn con về đây lo lắng cho con mọi điều và đặc biệt trong thánh lễ hôm nay. Con cảm ơn cha Stefano, chủ tịch Liên tu sĩ
của Tổng giáo phận Sài Gòn. Vì quá thương mến, dù ở mãi cộng đoàn dòng Đồng Công xa xôi, cha vẫn đến với con và mẹ con trong thánh lễ hôm nay. Đặc biệt hơn, con cảm ơn cha giảng lễ là người anh em, và con vẫn nhớ lời của người anh trong gia đình, bốn anh em làm linh mục, cha Trương Đình Tu, Trương Đình Hiền hiện là tổng đại diện giáo phận Quy Nhơn, cha Trương Đình Sơn dòng Chúa Cứu Thế và người anh em con, hiện giờ cha Gioan Bautista Trương Đình Hà đại diện giám mục chăm sóc các dòng tu thuộc giáo phận Bà Rịa. Trong bài chia sẻ cũng như con nhớ lại trong những vần thơ của cha Trương Đình Hiền, linh mục là một cuộc đời mắc nợ, biết bao giờ mới trả cho xong. Ngồi nhìn lại bao hồng ân quý giá, nhất là ngày khởi đầu trong thiên chức linh mục, xin hết lòng cảm ơn cha đã từ Bà Rịa xa xôi về với con sau 30 năm anh em gặp lại nhau trong ơn gọi linh mục. Con đặc biệt hết lòng cảm ơn cha linh hướng trước đây và hiện giờ cha là linh hướng của Hội Các Bà Mẹ Công Giáo cha Phaolô, giáo xứ Tân Định. Ngài yêu thương trìu mến con hết sức đặc biệt. Hôm thứ hai vừa rồi con đến giúp trường lãnh đạo, ngài hỏi nhỏ con: cha ăn bánh xèo không? Như muốn quan tâm từng chi tiết để nhớ đến nhắc nhở con về sức khỏe. Con cũng hết lòng cảm ơn quý cha trong linh hướng cũng như cha phó của giáo xứ Sao Mai và người anh em ở Thừa Sai, cũng như người cháu của con hiện bây giờ cha Thiên từ mãi ở Đà Lạt về, hiện bây giờ ngài là giám đốc học viện của tu hội Tận Hiến. Con xin hết lòng cảm ơn. Đặc biệt con xin cảm ơn quý sơ. Trong quý sơ đây có một người rất đặc biệt mà hồi nãy cha Hà có nhắc đến, đó là dì Anna Sung. Cách đây hơn 30 năm, chúng con trong cái nhóm 6 anh em sinh viên ngày Chủ nhật họp nhau lại để đọc lời Chúa, đọc một câu của Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier, thì dì Sung đây đã nâng đỡ chúng con bằng những ly đậu xanh. Và như vậy hôm nay gặp lại sơ, trong sứ vụ của sơ là phó chủ tịch và là giám đốc học viện Nguyễn Văn Bình, cảm ơn sơ rất nhiều. Con cũng xin cảm ơn đặc biệt hơn nữa người chị cả trong gia đình Linh Tông, từ mãi gia kiệm về đây với chúng con, và hết lòng cảm ơn quý sơ. Hết lòng cảm ơn quý vị trong hội đồng mục vụ giáo xứ, quý vị trong các giáo xứ, đặc biệt là ban phục vụ, trường lãnh đạo Bắc Thái, cũng như tất cả anh chị em trong phong trào Cuộc Siêu hôm nay hiện diện rất đông đảo để cầu nguyện và nâng đỡ con trong sứ vụ linh mục. Một lần nữa cùng với mẹ con xin hết lòng cảm ơn tất cả quý vị. Và để tỏ lòng hiếu thảo, con xin được đại diện cho gia đình gia tộc của con dâng lên mẹ bó hoa trong ngày mẹ được 80 tuổi. Thank you.
mời mọi người ngồi xuống đi. Tôi đáp từ cái vắn tắt, nói một vài câu vui vui, khích lệ cha giáo hôm nay mừng kỷ niệm 10 năm linh mục, và bà cố mừng thượng thọ 80 tuổi. Tôi cảm thấy rất vui trong thánh lễ chiều nay, thánh lễ cầu nguyện cho bà cố và cho cha Phêrô giáo. Xin Chúa cho cha được mãi mãi trung thành với chức vụ linh mục của cha, và cho cha phục vụ mỗi một ngày tốt hơn nữa, đặc biệt là cho phong trào của CEO. Xin Chúa cho bà cố được khỏe mạnh. Và lời cuối cùng là tôi xin có lời khen ngợi cha xứ Nam Hòa đã tổ chức thánh lễ hôm nay rất là tốt đẹp, vui tươi sống động, ca đoàn hát rất hay, mọi sự đều tốt đẹp. Xin Chúa chúc lành cho mọi người. Và điều cuối cùng mà tôi ước mong nơi mọi người, đặc biệt những người hiện diện chiều nay, là trở nên những nhà truyền giáo sẵn sàng loan báo tin mừng, không ngại ngùng và hy sinh ngay cả mạng sống của mình nữa nha. Thôi mời mọi người đứng lên. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy chúc tụng danh Chúa. Ơn phù trợ chúng ta ở nơi danh Chúa. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Lời xong chúc anh chị em đi bình an.